Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài 51.3. Chúng tôi đang ở trong phòng hội thoại chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và người khách mời của chúng tôi hôm nay là Không quân Đỗ Minh Đức, Trung úy Hoa Tiêu Trực Thăng của Phi đoàn 233. Sau khi giải ngũ thì đến ngày tan hàng mất nước, anh Đức đã đi trình diện để được ở tù. Và sau mấy năm tù anh trở về, anh đã vượt biên đến trại tị nạn Ga Lăng Nam Dương năm 1982. Và đến nước Mỹ năm 1983, anh đi học lại lấy bằng cử nhân và sau đó anh đã là một thầy giáo đi học. Hiện giờ đã nghỉ hưu và anh là một khuôn mặt rất là tích cực dấn thân trong sinh hoạt cộng đồng. Từng là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston nhiệm kỳ 2006 cho đến 2008. Hiện giờ anh đã nghỉ hưu và đã viết rất nhiều cuốn sách và sách của anh hiện được bán trên hệ thống Amazon.com. Chúng tôi xin trở lại với anh Đỗ Minh Đức và xin mời anh tiếp tục câu chuyện của chúng ta. Xin mời tiếp tục câu chuyện. Chúng ta đã nói đến cái 40 năm sau. Cụm từ hòa giải hòa hợp tốt hay đúng hay sai? Cái việc hòa hợp hòa giải là cái chuyện của dân tộc mình để trong lòng lúc nào cũng vậy. Anh em là một nhà. Nhưng mà liệu chúng ta có làm được không khi mà chúng ta không có cái gì trong tay hết? Cộng sản ở trong nước hòa hợp với người Việt ở hải ngoại, cái chuyện đó nó không cần thiết. Bao nhiêu năm nay chúng ta thấy tất cả những sự đàn áp, những sự cướp bóc của một nhà nước cộng sản đối với ngoại quốc viện trợ thì nó cắt một sen, đối với cái công trình ở trong nước thì nó rút ruột, còn đối với người dân thì nó lấy nhà lấy đất. Tất cả những cái chuyện đó, đau lòng đó, bảo hòa hợp hòa giải với nhà nước thì khó lòng quá. Huống chi chúng ta ở hải ngoại này làm gì có cái chuyện, làm gì mà chúng ta có cái nhu cầu đó. Hãy xác nhận cho một lần nữa, người Việt ở tại hải ngoại và người Việt sống ở trong nước, người dân ở trong nước có đâu cần phải hòa hợp hòa giải, bởi vì chúng ta là một mà. Nhưng mà chỉ có cái nhà nước cộng sản đó, nó không dính dáng gì với chúng ta ở hải ngoại mà thôi. Có nghĩa là anh không chấp nhận cái chủ hòa giải hòa hợp và nhất quyết chiến đấu trên cái phương diện tiện sẵn có của mình. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không có hòa hợp hòa giải với cộng sản bây giờ. Và chúng ta tìm mọi cách để làm thế nào cho kẻ ác cộng sản nó bớt làm ác. Làm sao cho cái kẻ ác cộng sản chấm dứt cái việc làm ác của nó, thay đổi nó để đất nước Việt Nam có được một cái nhà nước lương thiện lo cho người dân. Cái đó là cái bổn phận của mình. Vâng. Như vậy là anh nhất định không hòa giải. Nhưng bây giờ thưa anh, ở ngoài hải ngoại nó nhiều cái nhóm cứ đưa hết cái này đưa cái kia ra. Thế giờ lại có khi như vậy, ngày 30 tháng 4 thì anh tất cả chúng ta trên toàn thế giới, những người Việt đều nói ngày 34 là ngày quốc hạnh. Thế thì anh có chấp nhận có người nào, một nhóm nào đó đề nghị ngày 30 tháng 4 giờ thành ra ngày hành trình tìm tự do, đủ cái tên từ hết. Thì thưa anh nghĩ sao? Trên cái đất nước tự do ở hải ngoại này, chúng ta hoan nghênh tất cả những cái sáng kiến của ai cũng được. Có hoan nghênh đó. Nhưng mà cũng xin quý vị đừng đụng tới cái ngày 30 tháng 4 quốc hận của chúng tôi. Bởi từng thớ thịt của con người, từng cái bờ sông ngọn cỏ, từng núi rừng Việt Nam đã ghi nhận ngày 30 tháng 4 quốc hận đó, thay da đổi thịt, không còn rừng nữa, không còn sông nữa. Chúng nó muốn lấp sông để nó cất nhà, chúng nó bán hết trò trơn đất nước. Tất cả những ghi dấu đó nó nằm ở tại đất nước Việt Nam. Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi cái ngày đó được? Quý vị có thể lấy một ngày nào đó để mà làm cái gì quý vị muốn. Chính con mắt của tôi thấy, tôi đã từng thấy có những tổ chức có danh tiếng lắm, có thế giá lắm, muốn làm cái sinh hoạt nào đó nó trúng vào ngày 30 tháng 4, họ khôn khéo họ lách sang ngày khác vì họ tôn trọng cái sự linh thiêng của cái ngày 30 tháng 4 đó. Bao nhiêu sinh quan hồn uổng tử đã phải hy sinh để mà chấm dứt ngày 30 tháng 4 quốc hận đó. Xin đừng đụng chạm tới cái ngày thiêng liêng đó của dân tộc Việt Nam.
Thưa anh, tôi nghĩ tôi không phải là lính đây, nhưng mà mỗi ngày, mỗi lần tôi nghĩ tới ngày 30 tháng 4 tôi thấy đau khổ quá. Tôi không muốn ai thay đổi ngày đó thành ngày gì hết. Bởi vì tôi đọc mấy cái bài viết của những người lính, họ rất là khắc khoải. Sau khi nhận lệnh buông súng tan hàng, nhất là họ nói rằng là lính chiến, nhận lệnh gì không nhận, nhận lệnh đầu hàng rời rã tay chân. Anh thấy không? Rồi có anh thì viết rằng ngựa đang sải gió lưng đồi, súng gươm bỏ lại cuộc chơi nửa chừng. Một thời ngang dọc kiêu hùng, tháng tư gãy súng đếm từng nỗi đau. Đau quá làm sao mà hòa giải với ai được. Có lẽ là mình cũng nên có một cái nhìn rộng hơn từ Nam tới Bắc. Cái phía Nam chúng ta đó, người thanh niên, người dân và người lính của miền Nam mới lo để mà tự vệ thôi. Chúng ta chưa hề có một lần nào đó để mà hô ra bắt tiếng để mà đánh ở phía ngoài. Bởi chúng ta tôn trọng sự bình yên ở đó. Trong cuộc chiến đấu rất là oai hùng của người dân và người lính ở miền Nam á. Tự vệ đó. Dạ vâng. Nó làm cho dân miền Bắc hết sức là cảm động. Sau thời gian mà bỏ bom ở tại Hà Nội, người dân miền Bắc chỉ mong rằng người dân miền Nam có dịp để mà giải phóng miền Bắc. Họ ngỡ ngàng khi 30 tháng 4 biết được cái việc đầu hàng của miền Nam. Người thất vọng không phải chỉ có dân miền Nam, mà dân miền Bắc cũng đã thất vọng. Nhiều người đi học tập, gọi là học tập cải tạo ở tù miền Bắc, đã nhận được cái sự phản hồi đó của dân chúng ở miền Bắc. Và chúng ta thấy hiện nay, người dân ở miền Bắc nổi lên đòi hỏi nhà nước Cộng sản Việt Nam thi hành nhiều cái việc có tính cách cải cách, đã đảo đảng Cộng sản nhiều hơn cái dân ở miền Nam. Chứng tỏ rằng người dân miền Bắc sau bao nhiêu sự khổ sở đã sáng mắt ra, đã cùng nhau đứng dậy để tìm cách để mà thay đổi cái chế độ này. Còn người dân miền Nam chúng ta ở Sài Gòn chẳng hạn, thì cái việc biểu tình hay là việc đòi hỏi đó nó thấp hơn so với miền Bắc. Có người nói, thưa anh, có một số anh em cựu quân nhân người ta nói rằng cái ngày đó nếu mà nói là đổi thành ngày khác không có được, vì ngày 30 tháng 4 là ngày tang chung. Có gia đình cha chết, xin lỗi, gia đình mẹ chết, em chết, rồi con mất tích chẳng hạn, thì làm sao bây giờ đổi ngày đó được? Theo anh như thế có phải có ngày tang của mọi gia đình, ngày dỗ cha dỗ mẹ đó. Cái ngày tang của gia đình, cái này, điều này phải nói rõ cho thế hệ sau biết rằng người dân miền Nam không có cái gia đình nào mà không có đi lính hết. Không có gia đình nào mà có người con bị thương hay là chết chóc ở trong cái cuộc chiến tự vệ này. Tại sao ông nói tự vệ? Tại vì đảng Cộng sản miền Bắc, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, miền Nam nước Cộng Hòa Việt Nam, hai cái nước đàng hoàng, rồi đem quân nước này xâm chiếm cái nước kia. Cái đó là cuộc chiến gì? Xâm lăng hay giải phóng? Chúng ta đã bị các cơ quan truyền thông ép buộc chúng ta xài miền Bắc giải phóng miền Nam. Giải phóng cái gì? Chúng tôi là một nước và các anh là một nước. Nước này xâm lăng nước kia chứ không có thể nói giải phóng. Có giải phóng hay không là chúng ta và những người dân trong nước đứng lên để mà lo cái việc giải phóng cho đất nước. Bây giờ đó là giải phóng. Nghĩa là sau 40 năm giờ chúng ta có muốn giải phóng là phải về dẹp tan cái đảng Cộng sản. Chúng ta ở ngoài này, chúng ta có cái việc làm của chúng ta. Yeah. Tôi thí dụ, chúng ta đi vận động chính giới Hoa Kỳ vì cái quyền lợi của người Hoa Kỳ gốc Việt chúng ta. Yeah. Để mà lo cái chuyện đó. Bởi vì chuyện đó nó dính dáng tới cái đầu của chúng ta suy nghĩ. Và chúng ta có thể nói rằng bị bệnh tâm thần. Bởi vì bà con chúng ta bị o ép ở trong kia, mà ở ngoài này chúng ta bị bệnh tâm thần. Yeah. Và nhà nước Hoa Kỳ sẽ phải tốn tiền. Nếu ở trong kia có tự do dân chủ, ở trong này chúng ta thấy nó thơ thới con người, thì chúng ta đâu có bệnh, và nhà nước Hoa Kỳ sẽ không có tốn tiền để bệnh cho chúng ta. Đó là cái căn bản mà người Việt Nam ở hải ngoại có thể làm, và người trong nước họ làm cái chuyện của trong nước. Và lúc nào cũng vậy, chúng ta song đôi hỗ trợ cho nhau. Không thể bảo rằng cái nơi nào là chánh, nơi nào là phụ. Và đừng bao giờ chờ đợi trong kia có những sinh hoạt nào cho nó nổi bật để chúng ta hỗ trợ. Xin thưa, mỗi người, mỗi nơi, mỗi ngày nên làm cái việc của chính mình. Đừng chờ đợi một ngày
Một ngày thôi, có bao nhiêu người con gái Việt Nam phải đi vào hàng nghề bán thân để mà nuôi gia đình. Thưa quý vị, quý vị đương nghe tâm sự của một người lính không quân mà thật sự lính nào thì cũng đau khổ như nhau mỗi khi đến ngày 30 tháng 4. Bởi vì quý vị phải nghe cái câu là 30 tháng 4 ta ôm mặt khóc trên cầu Sài Gòn, cảnh phố Hùng Vương, 10 năm binh đao, 10 ngày kết thúc, ta còn nguyên mà mất cả quê hương. Xin quý vị đừng rời màn hình.